Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Ở tập cuối cùng này thì hành trình của hai thầy trò, thầy Thoảng và Tèo sẽ đi đến một cái làng mà được đồn đại là làng Ma Ám. Chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện ở cái phần hồi thứ 5, làng Ma Ám này. Và trưa ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào thiên thứ 8 của Cửu Long Quái Sự Ký, với thời lượng khoảng 20 tập. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Sau thiên 8 thì rất có thể, khả năng rất là lớn thì Huy sẽ phát sóng bộ An Tư Công Chúa. Hay là theo yêu cầu của Tĩnh Thủy thì khi lên trên YouTube, nó sẽ có cái tên là Một Thời Vang Bóng, là một bộ truyện có thể nói là tiếp nối những cái tình tiết của Tế Gian Linh Kiệt. Thời điểm cụ thể như thế nào, lịch phát sóng như thế nào thì Huy sẽ thông báo đến cho quý thính giả sau. Để tiện nhất trong cái việc thông báo thì mong rằng mọi người hãy like và theo dõi trang Facebook của Nguyễn Huy nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 6, cũng là tập cuối cùng của Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Nắng xuyên qua ngọn cây rớt xuống đỉnh đầu. Thầy Thoảng và Tèo đứng bên đường chờ vẫy bắt xe. Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà đứng chờ hơn 30 phút vẫn không thấy một chiếc xe khách nào chạy ngang qua. Hai chân Tèo tê cứng, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ mệt một lúc rồi tính tiếp. Anh liếc nhìn sư phụ, trên gương mặt già nua còn phảng phất chút mệt mỏi. Hai thầy trò định bỏ cuộc thì một chiếc xe ôm chạy tới, dừng ở trước mặt hỏi: "Ủa, hai người đi đâu đây? Con chở cho. Tính cụ giá hữu nghị thôi." Tèo đứng phát dậy, huýt trỏ tay vào màn sườn sư phụ rồi nói nhỏ: "Sư phụ ơi, chờ xe lâu quá, hay là chúng ta bắt xe ôm đi cho nhanh thầy." Thầy Thoảng thở hắt ra một hơi, nhìn cậu thanh niên chạy xe ôm rồi hỏi: "Từ đây tới thôn Đông Quang đó mất bao xa vậy cậu?" Anh ta cười, vỗ tay vào đùi đen đét, ánh mắt như mừng hơn trúng số mà đáp: "Hả? Tưởng cụ với chú em đi đâu xa, thì ra là tới thôn Đông Quang hả? Lên xe tôi chở đi, tính mỗi người 50.000 thôi." Thấy giá cả phải chăng, thầy Thoảng nhìn Tèo gật đầu. Anh ta đưa hai chiếc mũ bảo hiểm cho hai người rồi hỏi: "Cụ đội mũ vô đi, khúc này công an nhiều lắm. Tí nữa chẳng may họ có đi tuần tra đó thì cụ trả bộ ngất đi hộ tôi nghe. Họ có hỏi thì bảo là đưa cụ đi cấp cứu, vậy là xong." Thầy Thoảng ậm ừ, cũng vì miếng cơm manh áo mà họ bất chấp chở ba. Đi đường lộ còn sợ, chứ đường vào làng thì chắc cũng không có sao. Ổn định chỗ ngồi, Tèo vỗ vai: "Ơi, đi thôi bác Tài ơi." Suốt dọc đường đi, anh ta luôn miệng hỏi lý lịch của hai người: làm nghề gì, đến từ đâu, tới thôn Đông Quang muốn làm gì. Tèo khéo léo che đi nghề nghiệp của mình, trả lời bâng quơ cho xong. Anh chỉ nói là tới đây thăm bà con xa, mà lâu rồi không ghé qua cho nên quên mất đường đi. Chỉ nhớ là xã này và tên làng như vậy. Tính đứng đợi xe đi thêm một đoạn nữa rồi mới xuống hỏi. Anh ta im lặng một lúc, không biết ngẫm nghĩ cái gì. Một lúc sau anh ta nói: "Ý, mai cho cụ với chú em đây đó, gặp cháu sớm. Chứ mà đứng đợi tới 4 giờ chiều thì cho dù có trả tôi 1 triệu, tôi cũng dám chở hai người đi đâu." "Ủa, sao vậy anh? Có tiền mà chơi hả?" "Không phải, vấn đề không phải ở tiền đâu. Nhưng mà để đến thôn Đông Quang đó thì chỉ có một con đường núi duy nhất này mà thôi. Có điều..." Anh ta bỏ ngỏ câu nói, không muốn nói tiếp. Chắc sợ nói ra sẽ khiến cho hai vị khách của mình hoảng sợ, mà bắt quay xe lại. Thấy anh ta có vẻ e ngại, Tèo lại hỏi: "Anh cứ kể tiếp đi, con đường đó sao vậy?" "Hai người ở nơi khác tới cho nên không biết thôi. Tí nữa chúng ta đi ngang qua làng Hạ, mà làng ấy nổi tiếng về mấy cái chuyện ma quỷ tâm linh, nói không tin cũng không được. Anh họ của con nè, năm ngoái chở khách hàng vô làng Đông Quang bằng con đường này. Lúc quay đầu ra ngõ, xe bị nổ lốp, lại phải quay vô làng đi giá. Không ngờ quay ra đã hơn 5 giờ chiều rồi. Không may cho anh ấy, cái lúc đi qua làng Đông Quang thì đột nhiên xe lao xuống vách núi, gãy cổ mà chết. Rồi còn nhiều câu chuyện ly kỳ xảy ra trong cái làng Hạ lắm. Kể ra nữa sợ cụ chú em đây sợ. Cho nên người dân quanh đây gọi làng Hạ là làng Ma Ám đó. Tới 4 giờ chiều là không ai dám đi ngang qua, 7 giờ tối là làng đóng cổng, trong bất xuất, ngoại bất nhập.
Vậy cho nên con cái làng Hạ mới ế chổng trơn ra, tại vì không cho người lạ vô làng buổi tối đó cụ. Nói tới đây anh ta cười hề hề. Chắc vì nghĩ con gái làng Hạ ế, nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì đột nhiên anh ta mất tay lái, đâm sầm vào sườn núi, xém chút làm cho cả ba lọt xuống cái khe rãnh. Tèo nhảy ra khỏi xe đỡ sư phụ dậy, cùng anh xe ôm kia kéo xe lên. Mặt anh ta sợ hãi cắt không ra giọt máu, nhìn xung quanh nói: Đó, nói xấu làng ma là y như rằng bị nó ám. Thôi thầy với cậu đây chịu khó đi bộ hết con đường này là tới thôn Long Quang rồi. Cho con xin 50.000 để con quay về thôi. Con còn vợ con ở nhà, đi sớm lại khổ hai mẹ con nữa. Tèo không chịu, đứng đôi co với anh ta. Ừ anh hay vậy, hứa chở chúng tôi tới nơi mà anh lại bỏ khách ngang đường vậy. Vậy mà cũng đòi tiền cho được, thiệt tình hả? Ừ vậy thôi tôi không lấy tiền nữa. Ờ cụ với cậu đây mau lên đường đi cho sớm. Anh ta leo lên xe, nhưng thầy Thọn vẫn lấy 100.000 ra đưa cho anh, nói cảm ơn, bảo anh cứ về trước đi. Anh ta hơi ái ngại, nghĩ bỏ khách ngang đường cũng thấy tội, liền bảo hai thầy trò lên xe đi tiếp. Nhưng thầy Thọn đã từ chối. Ờ cảm ơn cậu, chúng tôi đi bộ được rồi. Hơn nữa tôi muốn ghé làng Hạ một chuyến. Chúng tôi thích khám phá những vùng đất nhiều tâm linh, cậu mau về đi. Nói xong, thầy Thọn và Tèo rẽ trái, đi xuống con đường mòn nhỏ, có cột mốc bên đường trên đó ghi bằng sơn đỏ: làng Hạ 2 km. Vậy là phải đi bộ 2 cây số nữa, hai người mới vào tới làng. Tính ra lúc đó trời cũng sẩm tối, nhưng vẫn kịp vào làng trước khi đóng cổng. Nhìn con đường gập ghềnh đá sỏi, ổ gà nhấp nhô, thấy mà oải thêm. Cây cối quanh đây khô cốc thiếu sức sống, những tán lá vàng vọt như chiếc lá cuối mùa thu chuyển mùa, gặp gió là rơi rụng đi. 6 giờ tối, cổng làng Hạ hiện ra trước mắt. Tèo ngước mắt lên nhìn cổng làng có khắc hai chữ làng Hạ bị rêu phong bám kín. Thời tiết khô hạn như vậy mà nhìn đám rêu bám dày đặc, cứ như tiết trời giữa mùa mưa gió, ẩm thấp quá. Họ chưa kịp bước qua cánh cổng thì đột nhiên có hai người đàn ông, một già một trung niên đi xe máy tới. Trên tay họ là một chùm chìa khóa khá to. Vừa dừng xe, người đàn ông lớn tuổi đã hỏi: Ủa, hai người là ai? Ở làng này không tiếp người lạ giờ này, mời đi cho, ngày mai hãy quay lại nha. Thầy Thọn giơ tay cản lại. Thầy nói: Ở tôi tưởng làng quy định 7 giờ tối mới đóng cửa, bây giờ mới hơn 6 giờ mà, vậy chúng tôi vẫn có thể ghé qua được chứ? Ông ta đảo mắt nhìn họ bằng ánh mắt dò xét, nghiêm mặt mà nói: Ờ đúng là vậy, nhưng mà làng tôi không cho khách lạ ngủ qua đêm, mong là hai người thông cảm cho. Sáng ngày mai quay lại lúc 9 giờ nha. Thầy Thọn trong bụng nghĩ, cái làng gì mà vừa lạ vừa ngộ. Nhìn địa hình đã trũng thấp, cây cối bao quanh tùm, một con đường lớn đi ra ngoài lộ cũng không có. Nhìn thôi mà thấy được tương lai của những đứa trẻ con ở đây sẽ rất mịt mù. Thầy cười rồi đáp: Nè, tôi sẽ giúp làng này đổi vận. Nếu muốn làm được điều đó đó thì cần kết nối 4 ngôi miếu thờ thần và 1 nghe thờ quan lớn lại với nhau, tạo thành một hình ngũ giác bảo vệ cho làng. Người đàn ông lớn tuổi kia tên là Học, nhìn thầy Thọn ngạc nhiên. Ông ấy không ngờ một vị khách vãng lai mới ghé qua làng đã nắm được địa hình của làng Hạ này, lại còn biết xung quanh làng có 4 ngôi miếu thờ thần, thêm một cái nghề thờ quan lớn là 5. Ủa, ông ta là ai chứ? Tại sao lại hiểu rõ về làng Hạ như vậy? Ông Học tự nhủ, rồi nhìn thầy Thọn hỏi: Sao ông biết được? Vậy nếu ông đoán trúng được 5 vị trí của chỗ thờ thần và quan lớn, tôi sẽ để cho ông vô. Người đàn ông đứng sau lưng ông Học nãy giờ lúc này mới bước tới, kéo ông Học lại, nhìn hai thầy trò thầy Thọn có vẻ nghi ngờ mà nói bóng gió: Nè, ông đừng có dễ tin người như vậy. Ông còn nhớ cái vụ ông thầy năm ngoái chứ? Cũng đến đây ra ngoài nói mấy câu lừa bịp, cuối cùng cũng chỉ là thầy rỗng thôi. Ông Học gật đầu, nghe theo lời người kia mà đổi ý, xua tay đuổi thầy Thọn và Tèo đi. Thầy Thọn nhìn người đàn ông trung niên, chậm rãi nói: Nè, anh bị bệnh tiểu đường có phải không? Đã vậy đi ngủ lan ngủ chạ với vợ người ta như cơm bữa nữa. Nếu không bỏ cái tật đó thì có ngày đổ bệnh mà chết trên giường đó. Nghe thầy Thọn nói vậy, ông ta nhảy dựng lên,
vừa xấu hổ vừa nhục, chỉ tay năm ngón vào mặt thầy mà nói: "Nè ông già điên, tự dưng ở đâu tới đâu đoán bậy bạ vậy? Ai bệnh? Ông nói ai bệnh hả? Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người, có tin tôi kiện ông hay không?" Ai, môi bóng bẩy, miệng lúc nào cũng khô khốc thiếu nước, ngày đi tiểu nhiều lần, sụt cân nhanh tới nỗi nhìn da xanh bụng bèo, thị lực yếu, nhìn phải nhìn gần mới rõ, bụng hay đói và mệt. Đó chẳng phải là triệu chứng của bệnh tiểu đường ông đang mắc hay sao? Nghe lời tôi, giảm bớt chuyện giường chiếu lại, nếu không ông vì nó mà mất mạng đó. Mất mạng do quá sức đó, ông hiểu ý tôi nói chứ? Trán ông ta vã mồ hôi, biết không nói lại thầy Thoảng, ông ta liền tác động ông Học đuổi hai người bọn họ đi. Nhưng ông Học vẫn không thể tin người ngoài, những lời của một người xa lạ như thầy Thoảng thì lấy cơ sở gì để cho ông ấy tin? Thôi mời hai người đi cho, làng tôi hết giờ đón khách rồi. Thôi được, nếu ông muốn giải thoát cho làng mình thì cần liên kết bốn ngôi miếu thần và nghe thờ quan lớn như tôi nói lúc nãy đó, kết hợp lại với nhau, như vậy họ mới giúp trấn áp những cô hồn ngạ quỷ trong làng này được. Còn không đó, không bao giờ làng này thoát khỏi cái danh tự làng ma ám đâu. Ông Học thấy thầy Thoảng có vẻ am hiểu về tâm linh, liền hỏi một câu để thử lòng thầy. Nè, nếu ông đoán ra được tên của bốn ngôi miếu và nghề thờ quan trong làng tôi sẽ cho ông vào, còn không thì mời ông đi cho. Thầy Thoảng ngẩng mặt lên, vuốt trâu cười khà khà, trầm giọng chỉ tay lần lượt các hướng mà nói ra vanh vách. Hương Đồng có ngôi miếu chồm chổm, năm ngoái có một con chó trắng chạy tới đó nằm chết. Một người dân ở cạnh thấy vậy không đem chôn cất mà lại đưa về ăn thịt. Ông ta chẳng phải sau đó quá điên tự tử mà chết sau 100 ngày ăn thịt chó sao? Đó là chó quý của thần. Hương Tây có ngôi miếu Vườn Điềm, năm xưa có một anh chồng ngược đãi vợ của mình bằng cách mỗi bữa bắt vợ mình cởi áo ra nằm há miệng cạnh mâm cơm. Trước khi ăn đó, anh ta đều khạc nhổ vào miệng của vợ mình, bắt cô ấy nuốt đi. Rồi một hôm cô vợ bỏ đi không chịu nổi uất ức này, nên anh ta đâm ra chán nản sinh nghiện rượu, chỉ tay vào miếu mà chửi bới. 3 ngày sau anh ta treo cổ chết. Lạ một điều là tuy thắt cổ tự vẫn, nhưng trên cổ anh ta lại có một vết cắt khá sâu, chảy máu xuống nền nhà. Trêu mọc xanh thì mới phát hiện ra. Có đúng chưa? Hương Nam có ngôi miếu Ào Sỏi. Một ngày nọ, gia đình người nông dân sinh sống gần đó đi gánh nước tưới rào buổi sớm. Họ bắt được một con rùa quý màu vàng, đem bán được một số tiền khá lớn. Hơn 3 tháng sau, gia đình lục đục, trâu bò lợn gà chết liễn xiển, thân chủ thì bệnh tật, làm ăn lụng bại. Họ nào biết đó là rùa thần đâu. Hương Bắc có miếu Điềm Chung. Người dân đi qua đây hay gặp một đôi cáo trắng, chúng thoát ẩn thoát hiện, biến mất trong bụi tre. Sau đó người ta đồn nơi đó người Tàu sang chung của, đã đào xới tung đất lên nhưng không thấy gì. Những người tham gia đào bới chẳng phải những người đã chết, kẻ điên loạn hay sao? Đó là tội xâm phạm miếu thật dữ của. Còn nghè quan trên núi chắc tôi không cần nói, ông cũng biết có đúng không? Cầu mưa gọi gió, cầu là được. Đó là nghe thờ quan năm xưa đi đánh giặc, đến đây do vết thương nặng quá mà chết đi. Người dân để tưởng nhớ công ơn của quan mà xây lên cái nghè, thờ phụng ông ấy cho tới ngày nay. Cả ông Học và người đàn ông kia há hốc miệng ra, sững người khi nghe thầy Thoảng kể vanh vách tiểu sử về những ngôi đền miếu của làng mình. Ông Học vẫn chưa tin hẳn, xua tay lắc đầu. Thôi ông đi đi, những điều ông nói chẳng ra làm sao cả, sai cả rồi. Tèo bực mình vì ông ta nuốt lời, anh chen ngang. Là thật hay không thì hai người phải rõ hơn chúng tôi chứ, bây giờ muốn nuốt lời phải không? Ông ta chỉ tay vào mặt Tèo, nhìn ông Học phân bua. Đó, ông thấy chưa, cái thằng nhóc này miệng lưỡi sắc bén, để họ vô làng chỉ mang quả chứ không có giúp ích được cái gì đâu.
tốt nhất là đuổi họ đi, đừng có cho vô. Thà đuổi nhàn còn hơn cho lọt đó. Thấy tình hình không ổn, mà nơi đây thì âm khí quá nặng, bỏ đi cũng không đành. Thầy Thỏ móc một hạt đậu đen trong túi ra, đưa nó cho Tèo, rồi căn dặn: ngậm nó vào miệng đi, rồi nhẩm chú theo thầy. Ừ, đây là hạt đậu mà thầy, nó có tác dụng gì ạ? Là thuật ẩn mình đó. Lại nói thêm về thuật ẩn hình, để tu luyện ra những hạt đậu ma thuật thì phải chờ vào canh ba đêm mùng 1 Tết Nguyên Đán. Người luyện lấy một nắm đậu đen hướng về phía sau bắt đậu, đọc thần chú 49 lần và không quên rèn luyện thêm các tháng. Luyện xong thì dùng hạt đậu nấu chín, phơi khô. Khi gặp nguy nan có thể lấy một hạt đậu ngậm vào trong miệng, đọc chú thì sẽ thoát được, vì lúc đó không ai thấy người dùng đâu. Tèo đưa hạt đậu vào miệng ngậm, nhẩm câu chú sư phụ dạy, nhanh chân bước qua cánh cổng làng hạ vào bên trong. Lúc cả hai vào tới nơi thì quay lại mỉm cười khi thấy ông học và người đàn ông kia ngơ ngác, khi cả hai người biến mất ngay trước mắt mình một cách rất bất ngờ. Họ nhìn nhau líu lưỡi thốt mãi mới thành câu: Thì ra nãy giờ mình nói chuyện với ma sao? Ông học thắc mắc. Gã đàn ông kia tiếp lời: Đó, tôi nói với ông rồi, đóng cổng lại đi, đồi cò với đám ma quỷ đó làm gì. Hắn nhìn ông học ra vẻ ta đây là mình đúng trong cái chuyện này. Dứt lời thì một bàn tay vô hình vả ông ta tới tấp vào mặt muốn nổ đơm đớm. Trong nháy mắt, mặt hắn sưng phù lên như bị phỏng, những dấu tay bầm tím chằng chịt in rõ trên mặt. Ông ta ngồi thụp xuống đất, đưa tay lên ôm mặt, miệng cứ liên tục van xin: Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Một giọng cười ma quái vang vọng ra. Thì ra cú tát vừa rồi là của bà ma nữ. Bà ấy muốn dạy ông ta một bài học, cho chừa cái tội ba hoa chích chòe hay đâm chọt người khác. Tèo chưa hiểu vì sao sư phụ lại biết ông ta bệnh tiểu đường, anh lẻo đẻo theo sau mà hỏi: Con ngưỡng mộ sư phụ ghê á, ông ta mang bệnh gì trong người á mà thầy cũng đoán được sao? Chỉ cần nhìn đôi môi và làn da của ông ta thì có gì đâu mà không nhận ra. Chỉ cần con chú tâm vào những thứ ta dạy, sau này con cũng bắt bệnh nhìn qua sắc mặt người ta được thôi. Tèo chợt chỉ về hướng có một cái ô vuông nhỏ như một ngôi miếu, có lợp ngói đỏ trên sườn núi thoai thoải dốc. Anh nhỏ giọng hỏi: Hình như bên kia có cái am đó thầy, hay là đêm nay chúng ta ngủ tạm đó đi. Thầy Thoảng nhìn theo hướng tay, chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông đi rất vội vã, tiến ngày một tới gần cái am. Thầy cau mày, lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, đanh mặt lại hối Tèo: Đi, mình mau tới đó coi thử đi. Đoạn đi đến cái am, hai thầy trò thấy một người đàn ông còn khá trẻ, trải chiếu nằm bên trong, trên hừ hừ như một người bị sốt rét. Anh ta thấy có người đến, liền ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài bằng ánh mắt thất thần, gương mặt nhợt nhạt thiếu dương khí, lắp bắp mà hỏi: Hai người là ai vậy? Hình như chiếc chăn trên người không đủ ấm cho cỡ của anh ta, hai hàm răng cứ va vào nhau lạch cạch. Thầy Thoảng mỉm cười nói: Đừng sợ, chúng tôi là khách vãng lai đi ngang qua đây thôi, muốn ta túc một đêm, ngày mai chúng tôi sẽ đi. Nói xong thầy ấy đặt bàn tay nhăn nheo ấm áp của mình lên trán của anh ta. Nhìn người đàn ông run rẩy trước mặt, thầy chợt nghiêm mặt hỏi: Cậu bị ma ám sao? Đúng rồi, nhưng sao ông biết vậy? Tâm trạng vừa mừng vừa lo, chờ đợi câu trả lời của ông cụ đứng trước mặt mình. Thầy Thoảng sai Tèo đốt lá bùa, pha nước cho anh ta uống. Anh ta sợ hãi mình bị bỏ bùa mê thuốc lú nên không dám nhận, phải thuyết phục mãi anh ta mới chịu đưa tay nhận ly nước trên tay Tèo, uống một hơi hết đi. Kỳ lạ thay, chỉ vài phút sau cơ thể của anh ta ấm dần lên, toàn thân không còn run nữa. Anh ta vui lắm, bao lâu rồi mới có được cảm giác trở lại thành người bình thường, cơ địa cũng quay trở về như xưa. Anh ta dập đầu xuống đất, xá ba xá lại trước mặt thầy Thoảng mà cảm ơn rối rít. Đôi hàng lệ ứa ra từ khóe mắt cay cay, tự nhủ trong lòng: mình sống rồi. Lúc này thầy Thoảng mới trầm giọng hỏi: Kể cho tôi nghe một chuyện đi, tôi sẽ giúp cho cậu. Anh ta thở dài như để lấy bình tĩnh, rồi bắt đầu kể.
Hơn 3 tháng trước, trong một lần anh đi chùa cùng gia đình, vô tình thấy bên cạnh chùa có một đống củi. Nhìn vào thấy chúng còn sử dụng được, anh tiện tay chọn mấy khúc về để dựng lại mái căn nhà ngang đang xây dở của nhà mình. Từ hôm đó đêm nào cũng nằm mơ thấy quan quân đi ầm ầm quanh nhà, tiếng quát mắng la ó, tiếng đồi độ, cả tiếng trách móc vang vọng. Họ bảo anh phải đem trả đồ, mà đồ gì thì lại không nói. Cứ tưởng mình nằm mơ một hôm, nhưng mà đã qua 3 tháng nay anh đều gặp giấc mộng đó. Những âm thanh lạ quanh nhà cứ phát ra mỗi khi anh nhắm mắt lại. Nhiều đêm anh phải dặn vợ mình gọi anh dậy trước 3 giờ sáng, mà nếu sau 3 giờ không thấy anh dậy, tức là anh đã chết. Mẹ thấy anh cứ điên điên khùng khùng, lúc nào cũng lẩm nhẩm trong miệng, bà sợ quá đòi đưa anh đi xem thầy. Ông ấy bảo anh lấy đồ của chùa về xây nhà thì phải đem trả lại, nếu không sẽ bị hành cho tới chết. Nhưng đem lễ tới chùa theo lời ông thầy kia dặn, và anh cũng đã gỡ trả mấy khúc gỗ kia, nhưng vẫn chưa được yên. Hàng đêm cứ giật mình mất ngủ, nếu ngủ say lại thấy mình bị vong bắt đi. Anh không dám ở nhà nữa, mà phải chạy tới cái am này ngủ mỗi đêm để tự cứu lấy mình. Kể xong, anh ta dập đầu trước thầy Thoảng mà như lại sống. Biết trước được cái chết thật là khủng khiếp. Thầy Thoảng đỡ anh ta dậy, ôn tồn nói: anh không biết những đồ vật ở những nơi linh thiêng như đình, chùa, miếu thì không được lấy mang về hay sao? Đó là phạm vào lòng tham, sẽ bị quở trách. Lễ cầu dân lên tạ tội không phải là không đủ và thành tâm, chỉ có điều cúng chưa đúng cách thôi. Ngày mai về nhà sắm cho tôi một mâm cúng, gồm có hương hoa, quả chín, hoảng phẩm, xôi chè. Tuyệt đối không dâng lễ mặn, tôi sẽ tới đó cúng giải hạn cho cậu. Anh ta nắm tay thầy Thoảng cảm ơn rối rít. Cả ba mãi nói chuyện thì bỗng phía dưới con đường mòn có tiếng bước chân dồn dập. Họ ngó xuống, những ánh đèn pin sáng loáng chiếu sáng cả một khoảng bầu trời tối om trước mặt, kèm theo là tiếng gọi thất thanh, hình như người ta đang đi tìm người. Cô ơi, cháu ở đâu? Về nhà đi cháu, ông và mọi người đang chờ cháu về nè. Con ơi là con, trốn ở đâu thì về ngay với bố đi, có biết cả nhà đang tìm con hay không? Một người khác cũng xen vô: nè, bình tĩnh đi anh, biết đâu cháu nó lạc đường, nó mới hơn 5 tuổi thôi mà. Thầy Thoảng nghe vậy bảo tèo cùng mình đi xuống dưới. Xem ra đây không hẳn là một vụ đi lạc bình thường. Tèo níu tay sư phụ lại, anh nhìn thầy lắc đầu. Thầy Võng vỗ vỗ tay tèo, ý nói là yên tâm, lần này mọi chuyện sẽ ổn, họ sẽ có một cái nhìn khác mà thôi. Rồi thầy khẽ gật đầu, hai thầy trò đưa nhau xuống núi. Trước khi đi còn dặn chàng trai kia cứ chuẩn bị lễ cúng như đã dặn. Họ dừng chân lại, và tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai thầy trò. Ông Học giơ cánh tay yếu ớt, trung trung hỏi: ông không phải là ma sao? Tôi đã chết đâu mà làm ma, là do ông tự nghĩ chúng tôi là ma mà thôi. Thế chuyện hồi chiều là sao chứ? Không lẽ ông có phép biến hóa sao? Chẳng phải ông đang đi tìm người sao? Có muốn tôi giúp hay không? Xem ra thằng bé mạc vận rồi đó, sợi tang hiện rõ trên trán của ông kìa. Cậu con trai ông Học nghe vậy không giữ nổi bình tĩnh, anh ta sấn tới túm cổ áo của thầy, nghiến răng trợn mắt mà đầy nghiến: ông già chết tiệt, nói chỉ là con nít thôi, ông nhẫn tâm nói quở con tôi chết hay sao? Miệng ông ăn mắm ăn muối, ở đây nói bậy bạ, có tình tôi trói ông lại á, đánh cho một trận hay không? Tèo lao tới đẩy anh ta ra mà nói: nè anh bình tĩnh đi, để anh đang xót con tôi không có chấp nhất, nhưng mà còn hỏng với sư phụ tôi một lần nữa đó thì đừng có trách tôi. Anh ta hùng hổ lao tới, giơ cây đèn pin định đánh vào đầu Tèo, xem như lời cảnh cáo. Chẳng may bà ma nữ đứng sau thọc lét, khiến cho anh ta buông cây đèn pin trên tay xuống đất, ôm người rồi cười lên khanh khách như bị ma nhập. Những người chứng kiến thấy vậy sợ tới toát mồ hôi hột, chẳng ai dám ho he nửa lời. Người đàn ông lúc chiều đi cùng với ông Học níu tay kéo ông ấy ra khỏi đám đông, nhỏ to câu gì đó vào tai ông ta. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai thầy trò, một ánh mắt mang vẻ hoang mang hơn là sợ hãi. Ông Học quay lại định nói cái gì đó, nhưng thầy Thoảng gạt phát đi, chắp tay ra sau hông. Thầy lắc đầu nói: tôi biết ông định nói cái gì, nhưng mà cháu ông chết rồi,
Rất tiếc khi tôi phải nói ra điều này, nhưng mà nó chết ở ngay trong buồng ngủ đó. Muốn tìm thấy xác thằng bé thì quay về nhà đi, lấy một cái áo mà nó thích nhất đốt ở trước cửa, gọi đầy đủ họ tên 3 lần, ắt sẽ tìm thấy xác thôi. Nói xong, thầy quay mặt vào hư không như đang nói chuyện một mình. Thật ra là thầy đang nói với bà ma nữ. Mọi người chỉ thấy lạ và tưởng thầy ấy bị điên. Nhưng một người điên làm sao ăn nói lưu loát trôi chảy như vậy được. Tha cho cậu ta đi, đừng phá nữa. Bà ma nữ biểu môi, lườm thầy Thỏn bằng đôi mắt sắc như dao, rồi lầm bầm nói: là ta giúp thằng nhỏ kia, chứ không phải giúp ông đâu ông già, nằm mơ đi. Bà ấy biến mất. Con trai ông Học tắt nụ cười, thở ra hồng hộc mệt mỏi. Thôi mấy người về đi, vài hôm nữa giải quyết xong công việc tôi sẽ quay lại. Người đàn ông kia níu tay ông Học lại, nháy mắt ra ám hiệu cái gì đó, khiến cho ông Học ra lệnh: bắt ông ta lại, đưa về làng. Mấy người thanh niên xông tới, định giải hai thầy trò đi, liền bị thầy Thỏn quát lên: xem ra ông đúng là già cả ngu muội thật rồi. Thầy lại hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia, rồi nói: phải chăng sự xuất hiện của chúng tôi ở đây khiến cho ông cảm thấy bất an khó chịu sao? Hay là sợ bị chúng tôi phanh phui những việc làm xấu xa của ông, nên 5 lần 7 lượt ông ra sức ngăn cản chúng tôi? Ông ta cứng họng không nói được câu nào. Thầy Thỏn vỗ vai ông Học thở dài, chép miệng rồi căn dặn: đôi khi đừng tin người ngoài quá. Những thứ chúng ta thấy hoặc là nghe nhiều lúc không phải sự thật đâu. Tèo bưng bát nước đến trước mặt thầy. Thầy nhúng tay vào trong đó, vớt chút nước lên tay búng vào người họ. Tức thì hai thầy trò biến mất, không để lại chút manh mối. Họ giáo giác tìm kiếm xung quanh, nhưng bóng dáng của hai thầy trò vẫn cứ bạc vô âm tín. Họ không tin đây là sự thật, không thể như vậy được. Hai người đó đâu rồi? Họ cũng không biết thuật che mắt kẻ địch của những ông thầy pháp mỗi khi gặp nguy nan. Tìm kiếm xung quanh mà vẫn không thấy hai thầy trò, họ đành nản lòng quay trở về làng. Thầy Thỏn và Tèo chờ họ đi khuất mới bước ra, nhìn họ thở dài mà lắc đầu. Có những sự u mê khiến cho người ta chìm đắm tới nỗi không nhận ra đâu là sự thật, đâu là địch, đâu là bạn. Thật đáng tiếc mà. Vừa đặt chân vào cổng, ông Học sai con dâu lấy cho mình chiếc áo mà thằng Khôi thích nhất. Oanh thấy lạ, định hỏi, nhưng lại sợ bố chồng mắng, nên cô im lặng chạy vô buồng lấy ra chiếc áo theo lời của ông. Ông Học lấy cái thau nhôm đặt trước cửa buồng, một tay giơ cao cái áo, tay kia bật quẹt định đốt lên. Thì cái người đàn ông kia tên là Thuấn lại cản: nè, ông định làm theo lời gã thầy phù thủy kia thật hay sao? Ông Học giật tay ra khỏi cánh tay ông Thuấn, chặt lưỡi mà bảo: thì làm gì còn cách nào khác. Chú cũng thấy rồi đó, cháu tôi nó mất tích từ trưa tới giờ. Tôi cứ tưởng nó ngủ trong phòng, ai ngờ đâu. Ông Học không nói nữa, mặc kệ lão Thuấn đứng bên cạnh lèm bèm. Đốt xong, ông gọi họ tên cháu 3 lần: Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Minh Khôi. Dứt lời thì tiếng lẹt kẹt trong buồng phát ra, nghe giống như sợi dây thừng đang đu đưa. Nó còn nhỏ như vậy mà sao lại tự treo cổ như vậy được chứ. Cả nhà ùa vào trong gian buồng chật hẹp, đảo mắt nhìn xung quanh. Trên mái nhà, dưới gầm giường, hay thậm chí là mở tung cái cửa tủ bới đóng quần áo ra tìm. Chỉ đến khi ông Học đứng chết sững một chỗ, tay trung trậy chỉ ra phía cửa sổ, miệng như dán keo, nói chẳng thốt thành lời, thì mọi ánh mắt mới đổ dồn về phía đó. Xác thằng bé treo toàn ten trên mấy cái song cửa bằng sợi dây khăn quàng đỏ. Chẳng biết nó leo lên trên đó chơi kiểu gì mà tự thắt cổ chết thương tâm như thế kia. Cô Oanh thì thấy ngất ngay tại chỗ. Con trai ông Học tên là Phước cũng lảo đảo xém ngã đi. Nhà họ 3 người cố gượng mà không đủ sức đưa con, đưa cháu của mình xuống, đành nhờ hàng xóm tới giúp. Thằng bé vừa được đặt xuống chiếu, ông Học chạy lại ôm xác đứa cháu đích tôn, lòng nghẹn ngào trong đau bụng. Nó là đứa cháu ông quý nhất, ấy vậy mà cũng bỏ ông ra đi. Bỗng
Bầu không khí tang thương bao trùm lên cả căn nhà. Nhìn di ảnh thằng bé, ai cũng đau xót. Ông Học đau lòng quá, nằm bẹp trên giường, cơm nước chẳng buồn ăn, miệng đắng ngắt, nước mắt cứ ứa ra hai hàng lệ tuôn dài. Trời gần về khuya, gió trời thổi se se lạnh. Hàng xóm về gần hết, chỉ còn đôi người ở lại động viên cho anh. Vợ chồng cô mãi mới có được mụn con, thế mà nó bỏ cô ra đi. Cô ngồi bên quan tài mà khóc ngất lên ngất xuống. Một cơn gió từ giếng thổi vào, đem theo cái hơi lạnh. Tim của anh kẻ giật thót lên, thoáng một chút trùng mình. Tiếng gọi mẹ ơi phát ra từ cái giếng sau lưng anh, khiến cho cô ngoảnh lại. Đôi mắt đỏ quạch sưng húp, nhìn thấy thằng Khôi đang đứng trên miệng giếng. Nó nhìn vào chiếc quan tài của mình, mặt buồn trời trời. Một lúc sau, nó liếc nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, lạnh lùng quay mặt đi. Anh gọi với theo: Khôi ơi, con trai của mẹ, quay lại đây, ở lại với mẹ đi con. Anh nói trong tiếng nấc. Cô sụt sùi không ngớt, khóc lóc thương tiếc đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Gạt nước mắt, cô tự nhủ: nhưng nó đã chết rồi, xác còn nằm đây, vậy sao nó lại xuất hiện đứng trên thành giếng chứ? Trong đầu anh nghĩ như vậy. Cô đưa vạt áo lên lau hàng nước mắt đang chảy dài, định chạy ra đón thằng bé thì chợt tim cô quặn thắt đi, đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Khi mà từ dưới giếng nhô lên một cái đầu đội mũ cối, hình hài người ấy dần hiện rõ ra. Anh nhận ra đó là một người bộ đội, mặc quân phục trên người, vai đeo súng. Người đó chìa tay ra đón thằng bé, môi không mấp máy mà lại phát ra cái giọng ma mị từ trong cổ họng: lại đây chứ chú, chú đưa xuống giếng chơi. Thằng Khôi nhoẻn miệng cười, chìa hai tay bốn vào vai người đó, ôm chặt vào người. Thình lình nó quay phát mặt nhìn mẹ nó bằng đôi mắt không có tròng đen, cười lên khanh khách. Người đàn ông đó từ từ thụt xuống dưới giếng, bồng theo cả thằng Khôi lặn đi mất tâm. Trán oanh lắm tấm mồ hôi, chân tay lạnh ngắt như nước đá. Bây giờ cô mới nhận ra mình vừa nhìn thấy vong hồn con trai và cả một vong ma chết trong thời chiến sau. Cô không ngờ cái giếng nước nhà mình dùng sinh hoạt hàng ngày lại có người chết ở dưới đó. Thật là thảm thương. Tới gần nửa đêm thì người cuối cùng cũng ra về. Bà ấy cũng vỗ vai oanh động viên cô. Lẽ ra khi trẻ con chết thì phải đưa đi chôn ngay, nhưng vì trời đã tối nên ông Học giữ cháu của mình lại, ngày mai mới đem chôn. Ông ấy xót cháu chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh nó được giờ nào hay giờ đó. Anh cũng tắm mệt, tranh thủ vào giường nằm một chút. Vừa ngã lưng, hai mắt cô đã díu lại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc. Gần 3 giờ sáng, anh đang ngủ thì giật mình khi cảm nhận có bàn tay lạnh lẽo của ai đó vừa chạm vào chân. Cô hé mắt, miệng ngáp dài trong cơn ngái ngủ. Bỗng dưng thất kinh khi nhận ra thằng Khôi, nó đang đứng ở dưới cuối giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đang nhìn mình chăm chăm. Nó cất tiếng trách móc: sao mẹ bỏ Khôi lại? Mẹ không thương Khôi sao? Ngày nào mẹ cũng đi chợ giờ đó, Khôi buồn không có ai chơi nên chú ấy rủ Khôi đi theo. Nói đến đây, đôi mắt của nó rơi lệ, oanh oà khóc chìa tay ra muốn ôm con vào lòng. Nhưng bóng dáng của nó đã dần khuất sau cánh cửa rồi. Nó đi ra chỗ quan tài, ngó đầu vào xác của mình một lần nữa, rồi lững thững bước ra cổng, không ngoái nhìn lại dù chỉ một lần. Bóng nó mờ dần trong màn đêm tĩnh lặng. Mẹ xin lỗi, tại mẹ, tất cả là tại mẹ mà. Anh liên tục trách mình, lời nói xin lỗi với con trai, mặc dù nó không còn ở đây nữa. Bên tai cô chỉ còn tiếng gió rít vọng lại, nghe buồn man mác, và tiếng thằng Khôi cười hì hì do cô tự tưởng tượng ra. Cô nhắm mắt mặc kệ nước mắt rơi, vùi đầu vào trong gối mà hổ thẹn. Đến giờ rồi, khiêng quan tài ra xe tán đi. Tiếng một người đàn ông hối thúc. Lúc bốn người tới khiêng quan tài,
nhưng chẳng hiểu vì sao bên trong chỉ có xác một đứa bé mà sao nó lại nặng như vậy, y như có đá đặt bên trong. Họ đứng thẳng người lên, nhìn nhau nhún vai, quay qua nói: "Nặng quá, nhà ông bỏ gì vô quan tài mà nặng vậy, nhấc mãi chẳng lên được." Phước không tin, anh chạy lại thế chỗ của một người. Họ cúi xuống lấy đà nhấc chiếc quan tài lên, nhưng vẫn không sao nổi. Cả đám ma nhao nhao bàn tán, mỗi người một câu y xèo như cái chợ. Ông Học sai người cháu họ đi vào chùa mời thầy tới cúng. Thầy chùa ngồi gõ mõ tụng kinh tới hơn 3 tiếng đồng hồ thì mọi người mới khiêng được cái quan tài ra xe. Người ta đồn là nó chết oan, người lại bảo cho nó quyến luyến gia đình quá mà không muốn đi, kẻ lại bảo trong quan tài có quỷ, bởi mảnh đất nhà ông Học trước đây có rất nhiều người chết trong thời chiến. Nghe đâu hồi nhà ông mới đào móng xây cất nhà, đào được mấy cái bộ xương người không còn nguyên vẹn, khúc thì mất tay, chỗ lại cụt chân, có khi mất cả hộp sọ. Nhiều người khuyên ông Học đừng có xây tiếp, có ở cũng chẳng đặng làm ăn. Thế nhưng ông ấy không nghe, bảo là họ chết đã lâu rồi, làm gì còn hồn vía ở đây mà ám chứ. Căn nhà cất xong rất đẹp đẽ khang trang, chỉ có điều buồng ngủ của vợ chồng con trai ông Học thì quanh năm ẩm ướt. Nền nhà lót gạch tàu đỏ mà lúc nào cũng ướt át như những ngày gió nộm. Điều đáng sợ nhất chính là mỗi khi nền nhà ẩm ướt đều in rõ hình của một người nằm dưới đất, những viền chỉ hiện ra rõ trước mắt. Lúc nào oanh ở trong phòng cũng có cảm giác như ai đó đứng đâu đây trong bóng tối mà nhìn mình chăm chăm. Có hôm cô đang ngủ trưa, kiểu nửa ngủ nửa thức, tâm trí thì vẫn biết, mắt vẫn mở, chỉ là người nằm im như bị bóng đè không tài nào nhúc nhích được. Cô thấy bóng dáng mờ ảo của một người bước vào từ ngoài cửa, nằm cạnh cô, nghiêng người áp mặt về hướng cô nằm, một tay chống đầu, một tay kéo vạt áo phe phẩy quạt cho cô ngủ. Mặt không thấy rõ, chỉ thấy tà áo phất phơ trước mắt. Đến khi giật mình choàng tỉnh thì cô ngồi bật lên, thở hổn hển, sờ trán thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, da gà nổi dày đặc. Bóng người ấy cũng biến mất, sau đó cô không mơ thấy nữa. Đám tang kết thúc, kẻ ở người mất, đau đớn tột cùng. Trong khi nhà ông Học đang đau buồn vì mất cháu thì ông Thuấn hôm sau ra khỏi làng, hẹn gặp một lão thầy mình quen biết. Vừa tới nơi, thấy vẻ mặt của ông Thuấn không được tự nhiên, có chút lo lắng bất an, ông thầy kia hỏi: "Có chuyện gì sao? Tôi thấy ông có vẻ mệt mỏi vậy." "Đúng vậy đó, xem ra con đường làm ăn của chúng ta sắp bị kẻ khác cản trở rồi." Ông ta lấy làm ngạc nhiên khi nghe ông Thuấn nói như vậy, cau mày nhìn mà hỏi lại: "Là kẻ nào? Phá giải được lời nguyền ma ám của làng thì chắc hẳn bản lĩnh cũng không tầm thường đâu." Lão Thuấn gật gù, ghé sát tai kể lại hết những việc làm của hai thầy trò thầy Thoảng khi vừa đặt chân vào làng cho ông ta nghe. Từ cái vụ đọc tên những ngôi miếu thiên, nghe thờ quan lớn, đến những việc xảy ra trong làng xưa tới nay, và cả biến mất ngay trước mặt đối phương. Nghe xong, ông thầy cau mày suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Theo lời ông nói thì tôi đoán ông ta dùng thuật ẩn hình, thuật này không phải ai cũng luyện được đâu. Vậy bây giờ tính sao đây? Không lẽ chịu thua ông ta sao? Tôi không buôn bán được thì ông cũng không có đường kiếm cơm. Ông giàu lên cũng vì cúng bái cho làng tôi nhiều còn gì. Mỗi gia đình gặp nạn nhờ ông cúng một lần cũng vài 3 triệu bạc chứ ít đâu. Nếu ông ta giải được cái hạn thì cả tôi và ông cùng tổn thất. Ông nên nhớ chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, thuyền chìm thì..." Ông hiểu ý tôi muốn nói gì rồi đó. Ông ta biết lão Thuấn đang hăm dọa mình, thực ra thì ông ta không sợ. Chỉ cần ông ấy tung một lá bùa ám vào nhà ông Thuấn thì xem như nhà ông ta mạt vận, chứ nặng nhọc cái gì đâu. Có điều ông Thuấn nói không sai. Ông Thuấn kinh doanh vàng mã, cái nghề tưởng chừng như đơn giản mà nó lại kiếm lợi lộc rất nhiều, không phải ai cũng biết. Mỗi dịp Tết, những ngày trầm hay mai chay, cúng giải hạn, ông ấy kiếm bộn tiền chứ không có ít. Cả làng ngoài nhà ông ta bán thì không có ai theo nghề này nữa đâu. Đó là chưa kể ông ta mở xưởng làm đồ hàng mã, xuất hàng cho mấy mối bên ngoài tới lấy cũng không hề ít. Vịnh vào đó, ông ta mới bắt tay với mình để thổi phồng những cái lợi ma ám lên
cho lòng dân hoang mang. Có như vậy thì họ mới có việc để làm. Ông thầy vỗ vai trấn an Tuấn. Ông đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách. Bây giờ ông làm theo lời tôi dặn, chỉ cần thầy trò họ tới sẽ rơi ngay vào cái bẫy chúng ta bày ra. Mọi tội lỗi tôi với ông phủi sạch đi, và họ sẽ là người gánh thay mình. Lão Tuấn đứng phắt lên, nghiêm mặt hỏi ngay. Cái gì? Nói thật tôi đứng ngồi không yên từ hôm qua tới giờ. Chỉ cần đuổi họ đi được, cách gì tôi cũng chịu cả. Ông ta ghé sát tai ông Tuấn thì thầm to nhỏ. Chẳng biết ông ta nói những gì, ông Tuấn nghe tới đâu gật gù tới đó, tỏ vẻ hài lòng lắm. Bàn xong việc, ông Tuấn đi về. Hẹn hôm nào hai thầy trò thầy Thoảng quay lại sẽ qua báo cho ông ta biết. Lão Tuấn cưỡi xe về mà trong lòng vui phơi phới. Trong bụng thầm nghĩ, để rồi xem mèo nào sẽ cắn miễu nào đây. Ông ta tự nghĩ rồi tự cười lên tự mãn, tự cho mình là kẻ thông minh nhất thiên hạ. Chợt nụ cười tắt ngấm đi. Trong nhà tiếng mụ vợ của ông ta khóc lên trần trời. Chẳng biết có chuyện gì mà mụ ấy lại khóc to như cha chết như vậy. Ông ta dựng xe chạy vô, mặt mày căng thẳng hỏi vợ. Nè, ở nhà có chuyện gì mà gào ầm lên vậy? Tôi còn tưởng bà khóc cha chết đó chứ. Ông ta ngồi vào bàn, tay nhấc ấm trà trót chén nước, miệng càm tràm nói. Đúng là đàn bà, hở tí là khóc lóc. Bảo sao không làm nên chuyện lớn được. Uống xong chén trà, ông ta vẫn không thấy vợ trả lời. Ném cái chén xuống đất vỡ toang, cho rằng mụ vợ hôm nay hỗn láo, xem thường lời nói của mình. Ông ta đứng dậy, chỉ tay vào mặt bà vợ đang ngồi khóc mà nói tiếp. Tôi bảo bà có im nghe hay không? Chồng hỏi thì không nói, bộ bà tính coi thường lời nói của thằng này hả? Bà ta vẫn ngồi ôm chân giường mà khóc thút thít, không nói ra nửa lời. Ông ta nổi điên, cúi xuống tháo chiếc tông lào đang mang trong chân, đi lại chỗ bà vợ, nắm tóc bật ngửa ra phía sau, định vả cho mấy phát thì chết sững lại. Mặt mụ vợ sưng húp, đến méo miệng chẳng thốt ra được một lời. Mắt bà ấy trắng dạ trợn ngược như người chết. Ông ta buông chiếc dép rơi xuống đất, buông lỏng bàn tay trên mái tóc của bà vợ, lùi lại vài bước ngồi phịch xuống giường, rồi lắp bắp hỏi. Chuyện gì vậy? Mụ vợ lão đột nhiên đứng phắt lên, miệng cười ha hả như điên, chân tay khua khoắng loạn xạ, nhảy múa xung quanh nhà. Trong điệu bộ của mụ ấy giống như bị ma nhập, hết khóc lại cười, miệng lẩm nhẩm mấy từ trong cổ họng nghe chẳng rõ được. Múa chán, mụ lại nhảy phốc lên chiếc ghế đẩu, đưa tay gạt hết bát hương cùng đồ thờ cúng trên đó xuống, rồi ngồi chiếm chệ trên cái tủ thờ, chỉ tay vào mặt lão chồng mà phán. Mày, chính là mày, chính mày đánh thức tao vậy. Mày sẽ phải chết. Lão Tuấn vừa tức vừa sợ, chẳng hiểu sao mụ ta hôm nay lại điên khùng như thế. Thường ngày đầu óc mụ ta rất nhanh nhạy trong buôn bán, thế mà hôm nay nổi cơn tâm bành bất thường. Lão định gọi con trai vào lôi mụ ta xuống, nhốt vào trong phòng kẻo đi gây sự, thì bất thình lình mụ nhảy phắt xuống, chạy ra sân, vừa chạy vừa cười khanh khách. Khi chạy ngang qua đống trơm, mụ trút một nắm cầm trên tay, đưa từng sợi vào miệng cắn, rồi chạy thẳng ra ngoài đường. Chỉ khổ cho đám trẻ con trong làng chạy ngang qua mụ, bị mụ ta xô đẩy ngã chúi xuống đường. Mặt đứa nào đứa nấy nhìn mụ sám ngoét sợ hãi. Mụ cứ thế mà cười lên hô hố, nhìn chúng ngã mà thích thú, chân nhảy chân sáo, tung tăng như đứa trẻ đang ngân nga hát. Chạy về phía trước, mặc cho chồng và con trai của mình gọi với theo đằng sau. Trong nháy mắt không biết mụ ta chạy biến đi đâu mất dạng. Hai bố con lão Thuấn đứng khựng lại, nhìn nhau lắc đầu, thở ra hồng hộc. Mẹ bị sao vậy bố? Tao nào có biết cái gì, vừa mới đi công chuyện vậy thấy bà nổi điên rồi. Thôi chia nhau ra, con đi hướng này tìm mẹ, chứ sợ ngã xuống ao thì lại khổ thêm. Tự dưng nghe con trai nhắc tới ao hồ, ông ta liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo độc ác trong đầu. Phải rồi, nếu bà chết rồi thì ta đi chơi gái cũng đâu có ai nói gì. Cũng chẳng phải lén lút qua lại dụng trộm chuồng mép gì hết. Lão ta nhếch môi cười, vỗ vai con trai thở dài, tỏ ra lo lắng cho vợ. Trời bắt đầu tắt nắng, tiết trời bắt đầu dịu lại. Ông ta đi chậm rãi chứ không sốt sắng như con trai. Tìm mãi tới hơn 7 giờ tối,
ông ta chán nản, ngoài đường lại tối om, cố căng mắt ra nhìn cũng khó thấy lối đi phía trước. Ông ta thở hắt ra, bỏ cuộc. Bụng đói meo sôi ùng ục, thèm một bát cơm canh nóng hổi, rồi ngã lưng xuống giường đánh một giấc, mặc cho trời đất có ra sao, mặc cho mụ vợ sống hay chết. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ông ta. Giờ này ngoài mình vẫn ở ngoài đường, nào đã được hạt cơm nào vô bụng mà ngủ với nghỉ chứ. Trời buông gió, lạnh lạnh. Ông ta đưa tay ôm vai, ké trùng mình ớn lạnh, miệng thì lẩm nhẩm. Thôi dậy nhanh, hú chết đi được. Cái mụ vợ này làm ông đấu đến trùng cả chân tay. Suy nghĩ vừa mới thoáng qua, chân ông ta dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trời tối om trước mắt. Khi thấy ai kia đang ngồi bên gốc cây gạo cạnh cái ao làng mà bưng mặt khóc. Ông ta định cất tiếng hỏi nhưng lại thôi, rón rén bước chân nhẹ nhàng đi tới gần, thì mới nhận ra đó là mụ vợ đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay của mình. Ánh mắt gian ác lóe lên, đảo tía lia xung quanh thám thính. Thấy quanh đây không có một ai, ông ta cười khẩy, giơ hai tay ra phía trước mà nghĩ thầm. Bà đừng trách tôi. Có trách thì trách số bà bạc phước, số bà tận rồi. Điên điên dại dại thì chết quách đi cho khỏe, sống đỡ làm phiền chồng con. Người đàn bà trước mặt ông vẫn đang bưng mặt khóc. Trong nháy mắt, ông ta đứng sau lưng, đẩy thật mạnh bà ta xuống ao. Bà ấy vùng vẫy dưới ao trong cơn bất lực, hai tay giơ lên miệng ú ớ hụt hơi kêu cứu. Một lúc sau thì cánh tay chìm nghỉm, tâm nước sôi lên ồng ọc một hồi, cho phẳng lặng như tờ, ông ta mới chịu quay đầu bỏ đi. Phải chăng ông ấy vừa ra tay giết chết vợ mình? Đi giữa con đường vắng lặng, lão Thuấn mỉm cười không ngớt. Nghĩ mụ vợ già chết đi thì mình tha hồ mà dở thối trăng hoa bay bướm, mà không cần bị sợ ghen lồng lộn hay hàng xóm dè biểu. Như vậy thì còn cái gì bằng? Tiền lão ta đâu có thiếu, chỉ thiếu sự tự do độc thân mà thôi. Tâm trạng đang vui phơi phới thì bỗng dưng lão khựng lại, nheo mắt nhìn ngọn lửa đỏ trực ngút cao ở trên bầu trời đằng hướng nhà của mình. Lửa đang bốc cháy nghi ngút. Chợt tim lão giật thót một cái, bụng dạ nóng như có lửa đốt. Còn chưa biết cháy nhà ai, nhưng ruột gan của lão xoắn vặn cả lên, hồi hộp tới nín thở. Không dám chậm trễ, đôi chân thoăn thoắt đảo bước thật nhanh quay về nhà, miệng lầm trầm cầu trời khấn Phật. Những suy nghĩ trong đầu của mình là sai. Đang đi thì chợt có tiếng chuông của xe đạp đằng sau, làm ông ta giật nảy mình, vội tấp vô lề đường mà tránh, miệng không ngừng chửi bới trách móc. Mẹ nó, tổ cha thằng nào chạy như ma đuổi vậy? Đuôi mù cả hay sao mày không thấy ông đi phía trước? Rõ là cái loại không có ai dạy mất nết mà. Nhổ một bãi nước bọt theo hướng chiếc xe chạy cho bỏ ghét, lão Thuấn lại hậm hực đi tiếp. Chớp mắt một cái, chiếc xe đạp vừa mới giọt qua người mình đã biến mất đi. Ông ta đưa tay lên dụi mắt, tim đập thình thịch, trong lòng cảm thấy hoang mang. Không biết do mình vừa nãy bị hoa mắt hay là gặp ma, mà nháy mắt một cái đã không thấy nó đâu. Kể ra cũng lạ thật, mắt hoa đã đành, đến cả tai mình cũng có vấn đề, nên mới nghe cả tiếng chuông xe đạp như vậy. Ông ta đi tiếp, ngọn lửa đằng xa vẫn bốc lên đỏ trực cả một góc trời. Bùng bảo chả, rõ ràng nhà mình không xa cái đoạn này lắm, thế mà chẳng hiểu sao đi hoài không tới ngõ chứ. Ông ta thở dài lắc đầu, lẩm nhẩm tự cho mình già cả thật rồi, nên bước chân cũng chậm hơn. Bụng ông đói cồn cào sải bước chân dài hơn, mong cho đi nhanh tới nơi để còn có cái gì ăn mà lót dạ. Lại thêm một hồi chuông sau lưng vang vọng lên. Lần này ông ta chủ động tạt thật nhanh vào trong lề, chống tay sau hông nhìn chiếc xe đạp mà quát. Đứa nào cả gan hụ ông hoài vậy? Chiếc xe dừng lại trước mặt ông ta, rồi có tiếng nói phát ra. Lên xe tôi đèo, nhà ông đang cháy rồi kìa. Ông ta nheo mắt, cố nhìn xem đứa nào mà ăn nói lất cất hỗn hào như vậy, còn xưng tôi với mình, con gái con đứa, mở mồm ra nói chuyện vô duyên như vậy. Vậy mà nhìn mãi thì đầu nó cứ quay bên này, ngoắt bên kia. Cho dù ông Thuấn ngó bên nào cũng không kịp nhìn mặt cả. Bực mình ông hỏi. Là đứa nào vậy? Ông nghe giọng hình như mày không phải người làng này đó. Lên xe, tôi đèo, nhà ông đang cháy đó. Cô ta đáp gọn lọn.
Nghe nó nói, lão ta mới bừng tỉnh kéo về thực tại, thoát khỏi cái mớ câu hỏi nó là ai trong đầu. Ông ta không nghĩ ngợi gì nhiều, nhón chân ngồi sau lưng nó ôm cứ ngắc. Đến bây giờ ông nghĩ lại, tự dưng được gái chở về nhà, được ôm eo như thế này thì còn gì bằng. Lão Tuấn cười mỉm, cảm thấy mình gặp may, chẳng mấy khi được ôm eo gái lạ như hồi trai trẻ. Đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe bất ngờ phanh gấp, làm cho ông ta chúi người vào lưng cô gái. Một hơi lạnh truyền qua người ông ta, khiến cho lão lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng lên. Thì ra mãi nghĩ tới gái đẹp, nó chở ông ta ra tận tít bờ ao, ngay chỗ lúc nãy mà lão đẩy vợ mình xuống dưới, cũng không hề hay biết. Chỉ tới khi tới chiếc xe dừng hẳn, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng từ tứ bề như trót vào tai. Xuống xe đi, tới nhà rồi. Ông ta luống cuống đảo mắt nhìn quanh. Sao mày chở tôi tới đây? Nhà tao đằng kia, quay xe lại. Mà mày là con gái nhà ai vậy? Quay mặt lại tôi nhìn coi. Muốn làm dâu nhà tao hả? Thì để tao qua nói chuyện với bố mẹ mày một tiếng. Cô gái mắc cỡ buông ghi đông xe, ôm mặt cười khúc khích. Thấy nó có vẻ thích những lời mình vừa nói, ông ta được đà làm thế. Quay lại đây coi. Muốn làm dâu nhà tao cũng được, để tao kiểm tra qua trước như thế nào nha. Ông ta định đưa tay lên sàm sỡ cô gái thì chợt có một bàn tay lạnh như nước đá nắm cổ ông ta giữ chặt lại. Cô ta ngẩng mặt lên trời cười ngặt nghẽo, bất thình lình tắt hẳn nụ cười, buông cánh tay lão Thuấn ra, đưa lên vén mái tóc rối trên mặt, rồi từ từ quay lại nhìn ông ta. Một gương mặt quỷ dị ẩn sau mái tóc dài mượt đen bóng hiện ra. Trên mái tóc còn vương lại mấy cánh bèo thấm, hai hốc mắt sâu hắm đen lấy, cùng với gương mặt gầy khô khốc, chỉ còn lớp da bọc xương, giống như những cái xác ướp phơi giữa nắng. Nó nhìn ông ta mà cười đến khanh khách, từng chiếc răng trên hàm rơi xuống đất nghe lộp bộp. Lão Thuấn thất kinh, nhảy phóc xuống khỏi xe, sợ quá xém chút đái cả ra quần. Nhìn nó hãi quá mà mãi mới thốt nên lời. Mày là ma? Trời ơi! Cô ta biến mất ngay trước mắt. Ánh đèn xe máy chiếu lại xua tan đi bầu trời đêm tối ảm đạm. Lão Thuấn đứng vẫy xe, trong lòng vẫn sợ hãi tột độ. Chiếc xe máy dừng lại, cúi đầu chào ông Thuấn rồi hỏi. Ủa bác Thuấn, sao bác còn đây vậy? Nhà bác cháy hết xưởng làm hàng mã rồi kìa. Cái gì? Cậu nói thật hả? Trời ơi, con nói dối là bác làm cái gì? Con vừa ở nhà bác về nè, lên xe con chở về nhanh. Lão vừa ngồi lên chiếc xe máy phóng bọt đi, làm lão một phen hú vía. Về tới nhà, lão chạy ngay tới chỗ con trai mình, một tay níu vạt áo, tay kia chỉ vào căn nhà cũ bị lửa thiêu rụi, mái sập xuống chỉ còn bốn bức tường đen xị ám mùi khói mà hỏi. Phúc à, sao nhà lại cháy vậy? Phúc đôi mắt đỏ hoe buồn bã đáp. Con biết nữa, con đi tìm mẹ mãi chẳng thấy. Tới khi quay về thì thấy mẹ đang châm lửa đốt hàng mã bên trong. Vì lo bị lửa thiêu cháy nên con lôi mẹ đi. Lúc quay lại ngọn lửa đã bốc lên cao, chập mà không có kịp. Mày nói mẹ mày còn sống sao? Phúc ngạc nhiên khi thấy bố mình hỏi như vậy, cứ như ông ta muốn vợ mình chết đi, hoặc là biết trước bà ta đã chết. Nhưng trong lòng đang rối bời, Phúc không để ý lắm tới thái độ và cử chỉ của bố. Anh nhìn vào trong đống khói bụi trước mặt rồi nói. Mẹ còn sống, chỉ là mẹ quá điên mất rồi. Nhà chúng ta cũng mất sạch, may mà căn nhà mới không có nằm liền kề sát vách, nếu không cũng làm mồi cho bà quả rồi. Lão Thuấn xoay người nắm lấy cổ áo con trai mà hỏi giọng. Nổi màu, mẹ mày ở đâu? Bà ấy đang ở đâu hả? Phúc hơi sợ khi nhìn vào ánh mắt và sắc mặt của bố mình. Tay run run chỉ vào căn buồng tối om trong căn nhà ba tầng lầu khang trang mà vợ chồng lão ta mới xây được hơn 6 tháng. Vợ mẹ trong kia. Và Phúc đứng ngay người ra khi thấy thái độ của bố mình hôm nay khác hẳn với mọi hôm. Càng lúc anh càng cảm thấy khó hiểu. Lão Thuấn tông cửa phòng xông vào trong, thấy mụ vợ đang ngồi co ro trong một góc phòng tăm tối thì khựng lại. Bà ấy không la khóc nhảy múa như hồi chiều, chỉ ngồi thu mình ôm đầu gối, đôi vai gầy trung lên bần bật, ánh mắt liếc bên này đảo bên kia, như thể sợ ai đó đến bắt mình đi. Ông ta nhìn xuống sàn nhà,
thấy bóng bà ấy in xuống nền qua ánh điện vàng vọt ngoài sân hắt vô. Ông ta chợt nhận ra, thì ra bà vợ của mình vẫn còn sống. Là bà ấy sao? Không phải là ma, ma sẽ không có bóng. Chết tiệt, vì người ngộ ngoài bờ ao lại chứ. Mình đã giết ai mới được? Ông ta lảm nhảm nói, ngẫm nghĩ trong đầu. Chuyện này quá kỳ lạ. Biết có hỏi bà vợ cũng không đáp. Ông ta lao tới, đặt hai tay lên vai vợ mình, nhìn bà ta chăm chăm, rồi đai nghiến. Khủng khiếp, trong người bà là cái thứ quái quỷ chết tiệt gì? Bà dám đốt nhà, đốt cơ nghiệp bao nhiêu năm tôi gây dựng hay sao? Mụ già điên này, sao không chết quách đi? Nói xong, ông ta vả đơm đớp vào mặt vợ mình. Bà ấy không khóc mà còn cười lên khanh khách, miệng luôn nói: đánh hay lắm, đánh nữa đi, đánh nữa đi, đánh đi. Ông ta đánh vợ tới lúc mỏi cả tay mới chịu dừng lại. Anh con trai chạy vào chưa kịp can ngăn thì chợt bà ta đứng phắt lên, siết nắm đấm thật chặt, giơ cao tay, dùng sức đấm một nhát như trời giáng vào một bên mắt. Ông ta ngã ngửa ra đằng sau, đập mông xuống đất. Giận tới tím người mà chẳng thể làm gì, chỉ ngồi nhìn bà ta đang cười lên ha hả mà tức sôi máu. Anh con trai quát lên: bố à, sao bố lại đánh mẹ trong nông nỗi này? Mày không thấy tao đang thê thảm trong tay bà ta sao? Dở với chẳng con. Ông ta chống tay đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi nhà. Trời đã tối, nay một bên mắt sưng húp, càng không nhìn rõ được con đường trước mặt. Anh con trai chạy ra gọi hỏi ông ta đi đâu. Ông ta giơ tay lên cao, xua xua ám chỉ là mặc kệ tao. Phúc nhìn theo bóng dáng của bố mình, cho tới khi ông ta quất bóng trong màn đêm. Anh quay đi thở dài: nhà mình mấy bữa nay làm sao vậy? Gà chó không yên nữa. Lão Tuấn đi ra căn chòi trong dưa của một nhà dân ở phía cuối làng. Đây là nơi ông ta và cô tình nhân của mình thường trú nhau ra đây hú hí. Cũng có khi là bãi liễu ở trong bãi tha ma. Miễn là những nơi vắng vẻ ít người qua lại, họ càng khó bị phát hiện. Ông ta nằm ịch xuống, tay vắt lên trán mà nghỉ suy. Bỗng dưng có tiếng bước chân lẹt xẹt từ đằng xa vọng lại, làm cho ông ta trướng cổ lên ngó. Dưới ánh trăng trắng ngà, ông ta nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại. Lão mừng thầm trong bụng, không hẹn mà gặp. Hai người giống như có thần giao cách cảm, không cần nhắn nhủ cũng tự biết tìm tới bên nhau. Người đàn bà kia khi ra tới nơi, thấy ông ta ở đây cũng ngạc nhiên không kém. Cô khom người bước vào trong, nằm xuống cạnh ông ta, gối đầu lên tay, thở dài không nói gì. Sao em ra đây vậy? Ở nhà em thấy khó thở, mọi chuyện cứ đè nặng xuống đôi vai của em. Em sắp không chịu không nổi nữa rồi. Còn anh, sao anh ra đây giờ này? Bộ vợ của anh phát điên rồi, cứ như ma nhập vậy. Cô ta ngốc đầu, nghiêng người nhìn ông ta, cho hỏi: phát điên sao? Anh không nói đùa chứ? Đùa em làm cái gì? Nhìn đây nè, mụ ta vừa đánh anh bầm cả mắt. Anh cảm thấy không khí trong nhà nó ngột ngạt lắm, cho nên ra đây thôi. Ông ta không nói xưởng làm hàng mã của mình bị cháy. Nhà cô ta ven sườn núi, còn nhà ông ở bên kia quả đồi, cách nhau không gần lắm, cho nên có cháy cũng chỉ những nhà xung quanh biết mà thôi. Nghe ông ta than, cô tình nhân đưa tay lên má ông xoa xoa an ủi. Ông nhân cơ hội liền kéo cô vào lòng, hôn hít trong bụng dài. Vừa cởi được chiếc áo xuống thì đột nhiên một cái bóng trắng lướt ngang qua cái chòi, báo hại người đàn bà kia rùng mình ớn lạnh. Cô ta đẩy lão Tuấn ra, quơ dội quần áo mặc vô người, tuột xuống khỏi đất trước sự ngỡ ngàng của lão. Em sao vậy? Sao tự dưng bỏ chạy như ma đuổi vậy? Cô ta chạy được vài bước, nghe ông ta nói vậy, ngoảnh lại nhìn định nói cái gì đó, mà lưỡi cứ cứng đơ không thốt ra được một câu. Khi mà nhìn thấy một bóng người trắng toát đứng sát cái vách chòi nhìn mình chăm chăm, hai mắt trắng giả trợn ngược, thi thoảng cứ chớp chớp liếc xéo một cái, cùng với gương mặt sưng húp bầm dập,
khiến cho cô ta kinh hãi mà bỏ chạy đi. Ông ta ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn nói với theo: "Em đi thì đi luôn đi, đừng tưởng cái làng này á có mỗi mình em ngã vào tay lão Thuấn này. Đậy nghe, có tiền á thì khối đứa theo. Mẹ nó." Lão ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, miệng chửi thề ngoen ngoét như đàn bà, đưa tay xuống kéo quần lên, nằm vật xuống sàn, đôi mắt nặng trĩu từ từ chìm vào giấc ngủ. Mặt trời đứng bóng, thầy Thoảng và Tèo quay lại ngôi làng ma ám để giúp họ xua đuổi tà khí. Vừa mới xuống núi, họ gặp ngay ông Học đang nhấp nhổm sau một tảng đá. Gặp lại hai thầy trò thầy Thoảng, ông ấy mừng muốn rơi nước mắt, chạy tới nắm tay mà năn nỉ: "May quá, thầy đã quay lại đúng như lời hứa. Trong làng xảy ra chuyện gì hay sao?" "Dạ bây giờ loạn lắm rồi thầy. Sau cái chết của cháu tôi đó, thì vợ ông Thuấn, cái ông mà đi theo tôi hai hôm trước ông người thầy gặp đó, bà ta đột nhiên phát điên, đập phá nhà cửa, nhảy múa cả ngày, ra đường gặp ai cũng đánh. Tối qua bà ấy còn tự phóng hỏa nhà của mình, cháy sạch cái căn nhà cũ, cũng là nơi sản xuất hàng mã của gia đình. Ông Thuấn nghe đầu bị vợ đánh cho bầm dập cả mặt mày. Làng đồn lên là do ma quỷ quấy phá, e là sắp gặp hạn rồi." Thầy Thoảng đưa ngón tay lên ngang ngực, nhẩm quẻ, đôi lông mày chợt câu lại, rồi từ từ giãn ra. Thầy lắc đầu nói: "Bà ta trả nghiệp mình gây ra thôi. Ăn trộm đồ ở nơi thờ cúng hay đền thờ đó thì bị quật cho tới chết, chứ chẳng có dẫn chơi được." Ông Học mời hai thầy trò về nhà của mình cơm nước bàn chuyện cho tiện, cùng tìm cách giúp làng xóa đi cái danh hiệu làng ma ám, và muốn quê hương của mình đổi mới, nhà nhà làm ăn phất lên. Ông ấy là trưởng thôn, chỉ cần mình nói ra thì làng ắt sẽ nghe. Chẳng gì ông ấy cũng có tiếng nói trong cái làng này. Kể chuyện trong làng trong xóm, ông ấy nhắc tới cháu mình bằng vẻ mặt buồn bã. Thầy Thoảng khựng chân lại, nhíu mày mà hỏi: "Ông nói con dâu của ông vẫn luôn nhìn thấy dòng con trai mình hiện hữu trong nhà sao?" "Dạ đúng như vậy. Tối nào nó cũng tra mộ thằng bé, khóc cho tới khuya mới về. Rõ khổ. Vợ chồng con trai tôi mãi mới có được bụng con. Tôi cũng vui vì có đứa cháu đích tôn. Vậy mà..." Nói đến đó, ông Học lại thở dài, không dám trách ông trời. Chỉ thương cháu mình bạc mệnh bỏ gia đình đi từ sớm. Thầy Thoảng không hỏi gì thêm. Vừa đi tới sân nhà ông Học, thầy dừng chân lại, liếc nhìn cái giếng bên cạnh bếp, đi nhanh ra đó đặt tay vào miệng giếng, cảm nhận một điều gì đó trong tâm trí. Một lúc sau thầy quay lại nói với ông Học: "Cháu ông đang bị một dòng ma giữ dưới này, nên thằng bé không siêu thoát được. Chiều nay tôi sẽ gọi dòng lên, hỏi xem nó cần gì tôi sẽ giúp nó, cúng cầu siêu để cho dòng hồn sớm được siêu thoát." Ông Học gật đầu, sai con dâu chạy ra chợ mua ít đồ theo lời thầy Thoảng căn dặn. Ăn cơm trưa xong, mọi người tranh thủ nghỉ trưa. Đến chiều thì thầy Thoảng bắt đầu lập bàn cúng, gọi vong. "Dông kia, sao không chịu đi đầu thai? Hay dông còn lưu luyến việc gì chưa làm xong, muốn nhắn gửi gì ta sẽ giúp. Nhưng sau khi ta đạt thành tâm nguyện thì ta cũng phải nhanh chóng siêu thoát, đừng để ta dùng bùa chú làm tổn thương." Thầy Thoảng nhìn ra phía sau lưng thằng bé, nói với dòng ma đang đứng trong giếng nhìn mình chăm chăm: "Đi đi, để thằng bé sớm được siêu thoát, đừng ích kỷ giam cầm nó ở nơi lạnh lẽo kia nữa. Nếu như dòng muốn tôi giúp, tôi sẽ giúp dòng ra đi thành thản." Dòng ma không nói gì, thụp xuống giếng rồi biến mất đi. Thằng bé nhìn thầy Thoảng im lặng, ánh mắt nhìn mẹ có vẻ đầy oán trách. Thầy Thoảng xoay người nhìn cô con dâu của ông Học rồi lắc đầu: "Cô đã làm gì để cho thằng nhỏ oán trách cô nhiều như vậy? Tôi nhận ra dòng ma kia không giữ thằng bé con của cô lại, mà do tự nó không muốn đi. Nó muốn nói điều gì đó nhưng chưa thể nói ra." Anh nghe nhắc tới thì chợt giật mình. Không lẽ thằng bé đã biết được điều gì về cô hay sao? Một sự thật mà cô giấu kín trong lòng bấy lâu nay, không một ai biết cả, kể cả chồng cô. Tin ông Học đón hai thầy trò thầy Thoảng về tới nhà mình đã tới tai lão Thuấn.
Ông ta gọi ngay cho lão thầy kia, hẹn đến đây trong đêm nay quyết đấu sinh tử một chết một còn. Cả thầy kia lập tức có mặt tại nhà lão Thuấn. Lúc ông ta tới nơi, nhìn thấy mụ vợ của lão ta phát điên thì bèn nói: "Bà ấy ăn cắp tượng thần tài trong chùa đem về nhà đó nên mới phát điên. Do bị vong trong chùa theo ám, tự dưng chuốc quả vào thân, còn ảnh hưởng tới sức khỏe, tiêu tàn luôn cả cơ nghiệp. Thật đáng tiếc mà." Lão Thuấn nhìn ông ta rồi chăm chăm hỏi lại: "Ông nói vậy là sao? Mụ ta ăn cắp tượng thần tài về làm cái gì chứ? Còn làm cái gì nữa? Chắc lại nghe thiên hạ rỉ tai nhau, ăn cắp được tượng thần tài ở chùa đem về á thì làm ăn thạnh phát. Nhưng làm như vậy là thất đức đó. Để bây giờ của thiên trả địa, đúng là người tính không bằng trời tính mà." Lão Thuấn suy nghĩ một hồi, bụng tự nhủ: đằng nào mụ ta cũng bị điên rồi, mà chuyện này ông ta không thèm bận tâm. Chuyện ông ta lo lắng bây giờ chính là hai thầy trò thầy Thoảng, người được ông học trưởng thôn đón dậy. Gạt bỏ chuyện mụ vợ qua một bên, ông ta nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn đảo xung quanh dò xét như sợ có ai đó nghe thấy: "Bây giờ ông tính sao? Không lẽ ngồi yên cho lão ta muốn làm gì thì làm sao? Như vậy đâu có được." Ông thầy không trả lời, mắt nhìn lên ngọn núi phía trước mặt mà gật gù. Tay ông ta chỉ qua phía đó, nói với lão Thuấn: "Tôi đã tìm ra cách rồi. Chỉ cần lên ngọn núi trên kia, đánh thức đám ngạ quỷ trên núi tràn xuống làng quấy phá, ám cho người dân bệnh tật, thì có thể lấy cơ đổ thừa cho hai thầy trò lão ta. Ông thấy như vậy có được không?" Xưa nay mới diệt âm binh ngạ quỷ, ông Thuấn đâu có giỏi như gã thầy này. Ông ta gật đầu cho có lệ, chứ thực chất phải nhờ cậy cả vào lão ta. Ông ta chỉ đâu, lão Thuấn hùa theo đánh tới đó. Trong công việc làm ăn có thể ông ta gian xảo nhiều trò hơn, nhưng trong bối toán bùa chú thì chỉ là một con bù nhìn trước mặt gã thầy. "Vậy khi nào ra tay? Đêm nay hay sao?" "Đúng vậy, đêm nay trăng đứng bóng chúng ta sẽ ra tay. Bây giờ ông đi chuẩn bị một mâm cúng thịnh soạn đi, sau đó chúng ta lên đỉnh núi kia làm phép." Bàn nhau thêm một lúc, lão Thuấn vác cái mặt sưng húp chạy ra chợ mua đồ cúng. Ở trong nhà chỉ còn lại mụ vợ trốn trong buồng, còn Phúc thì không biết chạy đi đâu mà mới sáng đã xách xe ra ngoài từ rất sớm. Lại nói tới Oanh, cô ấp úng không dám trả lời câu hỏi của thầy Thoảng. Cô lý nhí trong miệng mấy câu chỉ đủ cho mình nghe thấy. Thầy Thoảng thấy không còn nhiều thời gian, dỗ ngọt nó mãi một lúc, thằng bé mới cất tiếng nói: "Mẹ đưa cho Khôi đồ chơi, dặn chơi ở nhà đừng ra ngoài. Ngày nào mẹ cũng đi chợ giờ đó. Khôi chợ ở nhà mãi không thấy mẹ về, Khôi sợ lắm. Có chú bộ đội hiện ra chơi với Khôi, chú bảo để chú chơi cho con đỡ buồn. Mẹ con đi với người đàn ông khác, lâu về lắm. Đang chơi chú ấy đi đâu mất. Khôi leo lên cửa sổ ngó ra ngoài mà không thấy ai trả lời." Thầy Thoảng thuật lại câu nói của thằng Khôi. Cả ông học và Phước ngạc nhiên đổ ánh nhìn về phía Oanh. Anh tức giận hỏi vợ: "Cô nói mau, có phải những lời con trai tôi nói là thật hay không? Cô là loại phụ nữ đốn mặt như vậy sao? Cặp kè với người đàn ông khác, trong khi chồng cô vẫn sống sợ sợ ra. Thật đáng kinh tởm mà." "Không, anh phải tin em. Em không có. Em mới là vợ của anh. Ông ta là người ngoài. Sao anh lại nghe ông ta mà ăn nói sàng bậy như vậy? Ông ta cố tình chia rẽ tình cảm gia đình của mình. Anh đừng có tin mà." Phước gạt phát bàn tay bẩn thỉu của vợ mình ra, nhìn lên di ảnh thờ của cậu con trai, lòng anh đau quặn thắt. Hai mắt trừng trừng mà nói: "Nếu cô đi chợ về sớm hơn, nếu cô chịu gửi thằng bé cho ông bà giữ, và nếu như cô không bận ngủ với gã tình nhân ngoài kia đó, thì có lẽ con tôi sẽ không chết rồi. Chính cô mới là hung thủ giết chết con mình. Cô còn có xứng làm mẹ nữa hay không?" Tim anh bị bóp nghẹn lại khi phải đối diện với sự thật này. Phước chỉ tay ra ngoài cổng, nói một câu lạnh lùng: "Đi đi, đi mau trước khi tôi hết kiên nhẫn. Từ giờ tôi và cô không còn bất kỳ quan hệ gì nữa." Nói xong Phước ôm mặt khóc. Anh khóc vì nhớ con,
và khóc vì cuộc hôn nhân thất bại của mình. Oanh quỳ xuống năn nỉ xin Phước tha thứ, nhưng cô chỉ nhận được thái độ thờ ơ của chồng. Phước chỉ tay ra cổng mà quát lớn: "Cút đi!" Biết mình có nài nỉ cỡ nào cũng không được, cô đứng dậy gạt đi nước mắt, đi vào trong buồng gom mấy bộ quần áo, bỏ vào cái làng sách ra khỏi nhà. Đi tới cổng, cô dừng chân lại, quay đầu trưng trưng nước mắt, đôi môi mấp máy chỉ nói ra hai từ xin lỗi, rồi bỏ đi mất dạng. Cô không còn mặt mũi nào nhìn Phong Linh con của mình khi mà thằng bé nói ra hết nỗi lòng của nó. Đứng trước ngã ba đường, cô không biết phải đi hướng nào. Về đâu? Về nhà sao? Không, cha mẹ anh chị em sẽ khinh bỉ cô, bởi cô là một người mẹ không nên thân, hư hỏng, đặc biệt gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của con mình. Trời nhá nhem tối, cúng cầu siêu cho thằng bé xong, thầy Thoảng khuyên hai bố con ông Học và Phước bớt đau lòng. Thằng bé không phải bị ma quỷ bắt đi, do nó cột dây vào sông cửa chơi, không biết quấn kiểu gì vào cổ, nên sợi dây ngày một siết chặt hơn. Dãy dụa một lúc nó mới tắt thở, chí tội cho nó chưa trọn được kiếp người. Chưa kịp ăn cơm tối thì bỗng dưng bên tai thầy Thoảng là giọng của bà ma nữ vang lên: "Lão già, ông nhìn lên ngọn núi phía trước đi, đừng có ở đây nói mấy câu cho người ta hết đạo buồn nữa, không nhanh chân là cái làng này bị ma ám thật đó." Thầy Thoảng nhìn theo hướng của bà chỉ, cau mày đưa tay bấm quẻ, bỗng sửng sốt quay qua nói với ông Học: "Không hay rồi, có kẻ muốn mở kết với ma trận, kêu gọi đánh thức đám ma quỷ trên núi tràn xuống dưới đây để mà ám người dân đó." Ông Học ngước mắt nhìn, trầm giọng nói: "Thầy nói ngọn núi cao nhất làng tôi ở đằng kia đó sao?" "Chính là nó. Làng này được bao bọc bởi những ngọn núi đá nhọn nhô lên cao, dẫn khí sẽ bay đi mất, âm thịnh dương suy, cuối cùng người dân chìm trong kiếp nạn tai ương, bệnh tật liên miên, không chỉ tốn tiền bạc mà còn ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày đó. Vậy theo thầy chúng ta nên làm gì? Tôi nghe theo thầy cả. Cần người á, tôi sẽ bảo làng hô hoán đám thanh niên ra đây mà giúp thầy một tay. Nhiều người thì không cần, chỉ cần dăm ba người đi theo là được. Đông quá tôi không kiểm soát được. Một khi ma trận được mở ra thì những vong hồn tàn ác sẽ hoành hành, lúc đó tôi không lo được sự an nguy cho họ." Tèo xen vô: "Mình lên đường thôi thầy, chậm trễ e là không kịp nữa." Họ dắt nhau đi một tớp sáu người, trên tay người cầm đèn pin, người cầm gậy tự vệ. Trời càng về khuya càng tối, ánh trăng bị những tán lá cây rậm rạp che khuất, con đường mòn phía trước mắt càng khó đi. Thỉnh thoảng có con chim cú vỗ cánh phần phật đi ăn đêm, và cả những tiếng gió rít trong đêm thật khiến cho người ta ớn lạnh. Trên đỉnh núi lúc này, lão Thuấn bày mâm đồ cúng xuống chỗ mà gã thầy kia dặn. Gió to như vậy mà chẳng hiểu sao những cây nến kia không hề bị thổi tắt đi, nó chỉ làm cho những ngọn lửa ngã nghiêng theo chiều gió. Thế nhưng không có một cây nào tắt đi cả. "Đồ cúng xong chưa? Chúng ta bắt đầu làm phép." "Xong rồi đây, ông cúng đi." Ông ta một tay cầm chiếc chuông giơ lên cao, một tay đưa lên miệng lẩm nhẩm câu chú, ngồi xếp chân trước cái mâm cúng mà khấn vái, đánh thức ma quỷ hiện hình để cho mình điều khiển. Tiếng chuông càng lắc càng nhanh, câu chú đọc càng dày, gió trời thổi lên càng mạnh. Một lúc sau thì xung quanh tảng đá to ngay bên cạnh mâm cúng, hàng trăm cánh tay gầy gò đen nhẽm nhô lên khỏi mặt đất. Nó bám chặt vào tảng đá như muốn lấy thế mà đứng lên. Vừa lúc đó thầy Thoảng và mọi người tới nơi, thấy ông ta đã kích hoạt trận pháp, nhanh miệng nói với Tèo: "Nhanh lên, vẽ vòng tròn xung quanh người ông ta, phá trận." "Dạ sư phụ." Lão Thuấn định bỏ chạy nhưng bị người của ông Học chặn lại. Ông Học tức giận nói: "Ông định chạy sao? Nhưng mà muộn rồi, ông đúng là đồ khốn kiếp mà. Trói ông ta lại, tí nữa xuống núi giao cho cơ quan xử lý đi." Mặt ông ta tái xanh, buông xuôi chịu trói, lâu lâu lại nhìn gã thầy kia một cái, thấy ông ta vẫn đang làm phép, không thể cầu cứu được. Tèo nhanh tay vẽ một vòng tròn bằng loại mực tàu màu đỏ, tạo thành một cái vòng khá to vây quanh ông thầy và cả tảng đá kia. Vẽ xong, Tèo cắm 8 cây cờ theo hình bát quái. Thầy Thoảng nhanh tay họa 8 lá bùa, lần lượt dán lên 8 cây cờ.
dùng chỉ đỏ kết nối chúng lại với nhau, ngồi xuống đối diện với gã thầy kia, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm câu chú. Ngọn lửa bùng cháy trên những cây cờ nhưng lại bị ông ta thổi tắt đi. Cứ như vậy, thầy Thoảng vừa làm cờ cháy thì ông ta dập tắt. Nhìn đám ma quỷ nhấp nhô bùng nhùng phía dưới lớp đất sỏi sắp đổi đất thoát ra, thầy Thoảng bực mình, móc trong túi ra một đồng xu, miết thật mạnh cho nó nóng lên, cầm trên tay búng thẳng vào yết hầu cả thầy kia, khiến cho hắn ta trợn mắt lên, miệng há hốc, ở một tiếng buông chiếc chuông xuống đất, đưa tay lên ôm cổ. Ông phá được trận của tôi sao? Những cánh tay ma quỷ vừa khẽ chạm vào sợi chỉ quanh vòng tròn thì ngay lập tức bị những thứ ánh sáng xanh đỏ như lửa hất văng ngược lại. Bọn chúng kêu la lên trận trời đau đớn. Thầy Thoảng không trả lời câu hỏi của ông ta mà thúc giục tèo: "Mau phá trận." "Dạ sư phụ." Dứt lời, tèo họa một lá bùa rồi ném thẳng vào vòng tròn mình vẽ lúc nãy. Ngọn lửa sáng xanh bùng lên dữ dội. Thầy Thoảng thổi phù phù ba hơi, khiến cho ngọn lửa hắt vào bên trong, nhanh chóng bén vào những cánh tay đang nhấp nhô gầm gừ trong kia. Trong nháy mắt, bọn chúng bị lửa bùa thiêu cháy. Vì quá tức giận khi mà đang ngủ yên bị gã thầy kia đánh thức, chúng quay lại quật ông ta. Hàng trăm cánh tay cháy đỏ trực thi nhau cào cấu khắp người gã ta. Ông ta gào thét kêu cứu trong cơn tuyệt vọng. Ngọn lửa ngoài vòng cháy hết thì cũng là lúc những cánh tay ma quỷ tan biến đi. Xác ông thầy đổ mập xuống đất, hai mắt trợn trừng lên, chết tức tưởi, thân xác không còn được nguyên vẹn. Lão Thuấn nhìn thấy cảnh đó thì lão đảo xém ngã đi, biết rằng mình đã thua, mặt mày xám ngoét, chỉ đợi ngày tháng sau này của mình phải sống trong song sắt lạnh lẽo ẩm thấp ở đâu đó trong thành phố này. Thầy Thoảng hỏi: "Xong rồi, vậy thôi." Những tiếng vỗ tay reo hò vang vọng lên, dành cho thầy Thoảng những lời cảm ơn chân thành. Mọi người xuống núi, vừa đi ông Học vừa hỏi: "Hôm tôi có nghe thầy nói là phải nối mấy cái miếu với nghè quan lại với nhau để mà nhờ thần trấn giữ sự bình an. Không biết thầy định làm như thế nào? Cần mua gì hay là chuẩn bị lễ vật gì, cứ báo đi, tôi sẽ cho người lập tức chuẩn bị ngay." "Bây giờ thì không cần nữa. Ma quỷ không đáng sợ bằng lòng dạ con người. Một khi người gieo tội ác phải trả nghiệp thì ma quỷ cũng tự nhiên biến mất theo. Ông hiểu ý tôi muốn nói chứ?" Ông Học gật đầu. Họ lặng lẽ xuống núi khi trăng vừa lên cao quá đỉnh đầu. Mặt người nào người nấy phấn khởi hơn trúng số nữa. Từ nay mấy cái trò lừa bịp người hay mấy lời đồn làng bị ma ám cũng sẽ tan biến đi, trả lại sự bình yên cho nơi đây. Nửa đêm, tiếng gió hú lẫn trong tiếng nước chảy. Oanh đứng trên đỉnh cầu, nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, mỉm cười trong nước mắt. Nhìn dòng nước kia, cô thấy mặt nước in bóng thằng Khôi thì lại òa lên khóc, hai mắt nhắm chặt, nghĩ về những tội lỗi mình đã gây ra. Ngày đó cô ngã vào vòng tay của lão Thuấn là vì cô thiếu thốn tình cảm, thèm được chồng ân ái mặn nồng, nhưng phước lại không làm cho cô thỏa mãn nhục dục đó. Lão Thuấn lại khác, lão ta biết cách chiều chuộng phụ nữ, làm cho một người đàn bà khác tình như Oanh ngã vào vòng tay của mình lúc nào không hay. Oanh mở mắt, tay buông giỏ quần áo xuống đất, dang trọng hai cánh tay rồi trầm mình xuống sông tự vẫn, như muốn dòng nước gột rửa những tội lỗi mình đang mang trong người. Trời gió rít lên từng cơn lạnh buốt, y như con nước với dòng sông đang cuồn cuộn chảy trôi, kết thúc một cuộc đời đầy ô nhục. Tèo vặn vẹo ngồi dậy, đã không thấy sư phụ đâu. Anh ngó ra ngoài cũng không thấy. Đêm qua ngủ muộn nên sáng nay anh uể oải, chẳng muốn dậy. Hồi phước mới biết sư phụ cùng ông Học đi ra chợ rồi. Đặt chân vào khu chợ Ổ Chuột, thầy Thoảng đạp trúng mấy rãnh nước sình bùn hôi hám, đủ loại rác thải, người bán vứt ngổn ngang không ai quét dọn. Thấy thầy Thoảng lắc đầu, ông Học hỏi: "Thầy xem có cách nào thay đổi khu này hay không? Trước đây nó khá nhộn nhịp, nhưng mà từ khi xã mở cái chợ bên ngoài đó thì chợ này vắng hẳn đi. Người bán ngồi nhìn nhau rồi bu chẳng buồn đuổi đi. Nó y như chợ ma vậy đó. Muốn làm khu chợ này sống động lại đó thì trước mắt phải mở con đường này cho thoáng và rộng ra.
tu sửa con đường sinh lầy thành một con đường sạch sẽ. Làm như vậy sẽ thu hút được nhiều người tới và muốn đi ngang qua đây được. Bước xung quanh ngôi chợ một vòng, thầy thoảng chỉ tay vào những ô chợ sập xệ mà căn dặn: chuyển những cái cửa hàng vải quần áo có màu sắc sặc sỡ bắt mắt và những cái lò rèn ồn ào này ra phía ngoài. Như vậy thì khu chợ càng ngày thêm nhộn nhịp hơn. Phải cho khách thấy nhiều hàng hóa khác nhau. Cửa hàng gốm, chén bát thì đặt bên này, dài mũ thì ở bên đây. Thu hút khách hàng nhiều hơn bằng những mùi hương thơm ngon bởi những cái quán ăn hay là tiệm bánh. Chuyển mấy cái máy xay bụi bặm ra phía sau, mở một cửa hàng tạp hóa ở giữa chỗ này, nhiều người ra vô mới thấy thì làm ăn ngày càng đặng hơn. Thầy thoảng đi ngang qua một dãy nhà tồi tàn phía cuối chợ, chỉ tay vào đó rồi nói tiếp: tôi thấy ở đây có nhiều sát khí, cần tu sửa lại để đổ dần khí đi. Dương khí sẽ đi từ nơi nhỏ hẹp đến nơi rộng, nước chảy từ trên cao xuống, con người cũng theo dòng khí. Ông hiểu lời tôi nói chứ? Trời ơi, dãy nhà này ngày trước là cái lò mổ trâu bò lẫn gà, còn có vụ con bò mẹ sinh con bị chết. Vậy mà thầy cũng đoán ra được, tài tình thật chứ. Một người nói chen ngang: ông ấy nói phải đó, sao cái gì thầy ấy cũng hanh thông như vậy ha, phán đoán cứ như thần vậy đó. Đi gần ra tới cổng chợ, thầy thoảng chỉ tay vào một điểm trước mặt rồi nói tiếp: ở đằng kia đó trồng một cây xanh có bóng mát, như vậy sẽ làm quang cảnh khu chợ trở nên mát mẻ vào những ngày hè. Phía sau tựa núi, trước mặt là sông, là đồng ruộng, khung cảnh sẽ nên thơ, non xanh hữu tình. Và cuối cùng phải mở một con đường thông ra lộ lớn, không phải chỉ để đi mà nó còn giúp công danh sáng lạng cho lớp trẻ con. Một ngôi làng mà không có nổi một con đường chạy ra ngoài thì khác gì tri thức bị kìm hãm trong một vùng nhất định. Khoa danh không chỉ là sự thông minh trong mỗi con người, nhưng nó được vươn xa hay không lại do địa hình nơi họ sinh ra và lớn lên. Cứ làm theo lời tôi chỉ đi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Ông học cùng vài người đi lanh quanh, chỉ trò trỏ bàn tán, chuẩn bị hô hào bà con đóng góp tu sửa lại cái chợ theo phong thủy thầy Thoảng đã chỉ. Đến khi xong việc ngó lên thì không thấy thầy Thoảng đâu nữa. Ông ấy quay về nhà hỏi con trai, biết được hai thầy trò vừa ra khỏi làng rồi, đi tới một vùng đất khác để mà tiếp tục trả nghiệp. Làng hạ sau hai ngày thầy trò thầy Thoảng trời đi thì ông học phá tập tục đóng cửa làng, không nhận khách vào mỗi buổi tối như trước nữa. Tất cả sẽ có quyền ra vào tự do, giao lưu làm ăn buôn bán vui vẻ. Họ biết ơn hai thầy trò họ đã giúp làng vượt qua kiếp nạn. Trên con đường đê vắng tanh, bóng dáng hai thầy trò in bóng trên đó. Họ biết con đường phía trước mặt còn rất dài và nhiều gian nan, nhưng như vậy thì có xá gì. Cả hai lại âm thầm lặng lẽ bước đi, miệng vẫn luôn mỉm cười. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ Đạo Sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh. Đối với một cái có bộ truyện kiểu như hành trình kiểu như thế này thì nếu như tác giả có thời gian thì bạn ấy vẫn hoàn toàn có thể phát triển thêm được nữa. Nhưng mà đôi khi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như mà cứ tiếp tục như vậy hoài thì sẽ có những cái sự nhàm chán cho quý thính giả. Huy nghĩ là nếu như muốn phát triển thêm bộ này thì Trần Linh sẽ có một cái cách nào đó để mà nó tạo ra cái sự khác biệt cho bộ truyện hơn. Hy vọng là ở tương lai chúng ta sẽ đón nhận thêm những bộ truyện khác giống như thế này của Trần Linh nhé. Trưa ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi vào thiên thứ 8 của Cửu Long Quái Sự Ký. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ trưa nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.